Cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo tờ China Military ngày 30 tháng 5, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cực lực lên án việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa tầm trung ở miền Bắc Philippines trong cuộc tập trận quân sự giữa Washington và Manila hồi tháng 4. Theo đó, ông Ngô nói rằng việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa Typhoon tới Philippines với lý do tập trận là lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống tên lửa này ở nước ngoài và tới châu Á-Thái Bình Dương kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ông Ngô nói, các hành động của Mỹ và Philippines đặt toàn bộ khu vực dưới hỏa lực của Mỹ và gây ra nguy cơ xung đột rất lớn cho khu vực. Ông Ngô còn nói thêm rằng, động thái này làm suy yếu nghiêm trọng hòa bình khu vực và tên lửa tầm trung là vũ khí chiến lược và tấn công mang đậm màu sắc chiến tranh lạnh. Tháng trước, Mỹ cho biết đã triển khai hệ thống tên lửa Typhoon tới Philippines như một phần của cuộc tập trận quân sự Balikatan vai kể vai. Cũng trong tháng 4, đại tá Michael Logico của quân đội Philippines cho biết hệ thống tên lửa này có thể phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk và tên lửa SM-6. Các hệ thống này đã được đưa đến thành phố Laguac, tỉnh Ilocos Norte, miền Bắc Philippines. Tuy nhiên, các quan chức Philippines không cho biết liệu hệ thống vũ khí này có được vận chuyển đi nơi khác hay vẫn còn ở Philippines. Quân đội Philippines và Mỹ không khai hỏa hệ thống tên lửa này trong cuộc tập trận. Nhưng ông Logico cho biết, hệ thống này được vận chuyển tới Philippines để kiểm tra mức độ khả thi của việc vận chuyển hệ thống vũ khí 40 tấn bằng đường hàng không. Ông Ngô cho biết, Trung Quốc vẫn duy trì cảnh giác cao độ và phản đối sự hiện diện của ti phong ở khu vực. Quân đội Philippines chưa bình luận về thông tin. Tập trận Balikata năm nay có sự tham gia của hơn 16.700 binh sĩ Philippines và Mỹ diễn ra từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 10 tháng 5 tại nhiều địa điểm khác nhau ở quốc gia Đông Nam Á. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc gần đây gia tăng sau những vụ chạm trán giữa tàu chấp pháp của hai nước trên Biển Đông. Trung Quốc cảnh báo nguy cơ bất ổn khu vực khi có các nước bên ngoài đến phô diễn sức mạnh và châm ngòi đối đầu. Mỹ và Philippines bác bỏ, cho biết cuộc tập trận nhằm tăng khả năng phối hợp giữa lực lượng hai nước, không nhằm trực tiếp vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào. Phương Tây hiện đang gây sức ép với Mỹ, cụ thể là Tổng thống Biden về việc cho phép ukraina sử dụng vũ khí mỹ để tấn công sâu vào lãnh thổ nga tổng thống biden đang thận trọng cân nhắc khả năng này với sức ép từ hai hướng một mặt ông muốn giúp đỡ ukraina không thua trước nga mặt khác ông không muốn mỹ và đồng minh rơi vào một cuộc xung đột trực tiếp với đối thủ có kho vũ khí hạt nhân khổng lồ này tuy nhiên có nhiều dấu hiệu cho thấy ông biden đang xích lại gần quyết định mang tính bước ngoặt không cấm ukraina dùng vũ khí mỹ để bắn vào lãnh thổ nga các đồng minh phương Tây của Mỹ đã gây nhiều áp lực lên Tổng thống Biden. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói với tờ Economist rằng chỉ có thể ngăn chặn được việc Ukraine mất lãnh thổ gần Kharkov nếu như Ukraine được tự do tấn công thẳng vào các vị trí pháo binh và bệ phóng tên lửa cũng như chốt chỉ huy bên trong lãnh thổ Nga. Tổng thống Pháp Macron tuyên bố cho phép phía Ukraine sử dụng các vũ khí của Pháp gửi cho họ, bao gồm cả tên lửa tầm xa để tấn công các căn cứ bên trong nước Nga khi các căn cứ đó tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Theo website Bộ Ngoại giao Pháp, nước này đã cung cấp cho Ukraine một số lượng tên lửa hành trình SCAP. Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cho rằng Ukraine không thể sử dụng vũ khí tầm xa nếu thiếu sự ủng hộ đáng kể từ phía NATO, và sự tham gia như thế của NATO có thể kích hoạt một cuộc xung đột toàn cầu. Tổng thống Putin cũng cảnh báo rằng các nước châu Âu cần tính đến thực tế, họ là những nước diện tích nhỏ và có mật độ dân cư lớn, ám chỉ đòn trả đũa của Nga vào các nước này sẽ có tác động rất mạnh. Trên thực tế, sau nhiều tháng nhận các lời phản nàn từ Tổng thống Ukraine Zelensky, Nhà Trắng đã chính thức bắt đầu một cách nhanh chóng quá trình đánh giá lại khả năng mạo hiểm cho phép Ukraine tấn công vào bên trong nước Nga. Ngoại trưởng Mỹ Blinken khi thăm Moldova tuyên bố công khai để ngò khả năng chính quyền ông Biden sẽ thích ứng và điều chỉnh quan điểm về việc tấn công vào bên trong nước Nga bằng vũ khí Mỹ. Ông nói sự thay đổi này sẽ dựa trên tình hình chiến trường Ukraine đã thay đổi các trợ lý an ninh quốc gia của Tổng thống Biden đang xúc tiến một quá trình khẩn trương nhằm đưa ra khuyến nghị chính thức với ông. Họ ý thức rằng động lực trong xung đột quân sự đang nghiêng về phía Nga. Một số cố vấn của ông Biden tin rằng việc ông Biden đào ngược quan điểm của mình là điều tất yếu. Nhưng nếu Tổng thống Mỹ thực sự thay đổi quan điểm về vấn đề này, khả năng cao ông sẽ đặt ra một số hạn chế nghiêm ngặt như Ukraine chỉ được dùng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga và sát biên giới có liên quan đến các cuộc tấn công vào Ukraine. Cụ thể, ông Biden sẽ tiếp tục cấm dùng vũ khí Mỹ để tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga hoặc vào cơ sở hạ tầng. Điện Kremlin nhìn nhận các động thái của Tổng thống Biden là gia tăng căng thẳng. Để đáp lại sự gia tăng đó, Nga mới đây đã tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật. Phản ứng trước tuyên bố của Tổng thư ký NATO với tờ Economist, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói rằng NATO đang đùa giỡn với ngôn từ quân sự và đang rơi vào tình trạng phân khích quân sự. Nói về nguy cơ NATO đối đầu trực diện với Nga, ông Petkov cho rằng họ đã ở trong trạng thái đó rồi. Tuy nhiên, giới chức Mỹ bắt đầu ngày càng coi nhẹ các lời cảnh báo đó từ phía Nga. Thậm chí, cựu quan chức quân sự Mỹ Seth Zions Jones còn kết luận rằng lo lắng về việc Ukraine dùng vũ khí Mỹ để tấn công mục tiêu xung đột trên lãnh thổ Nga là điều không cần thiết. Theo ông này, Ukraine có nhu cầu quân sự hợp pháp là làm suy yếu năng lực tác chiến của Nga. Ngày 30 tháng 5, Đài Al đưa tin, quân đội Israel tiếp tục không kích và rót pháo xuống thành phố Rafah ở miền nam giải Gaza. Một ngày sau khi đưa xe tăng vào trung tâm thành phố, hãng tin AFP dẫn lời các nhân chứng cũng cho biết lực lượng Tel Aviv đã phá hủy một số tòa nhà ở khu vực phía đông thành phố này. Lực lượng Israel xác nhận đã thực hiện tổng cộng 50 cuộc không kích trong 24 giờ qua trên khắp khu vực này. Nước này khẳng định đã tiêu diệt khoảng 300 tay súng Palestine trong chiến dịch ở Rafah kể từ ngày 6 tháng 5. Trong khi đó, Cơ quan y tế ở Gaza thông báo 53 người Palestine thiệt mạng ở Gaza trong 24 giờ, nâng tổng số người chết đến nay lên 36.224 người. Trước đó, Israel cũng tuyên bố đã chiếm được hành lang Philadelphia dài 14 km ở biên giới Gaza, Ai Cập, mà họ nghi ngờ được sử dụng để buôn lậu vũ khí. Người phát ngôn quân đội Israel nói rằng lực lượng này đã phát hiện khoảng 20 đường hầm tại đây. Tuy nhiên, Ai Cập đã bác bỏ các cáo buộc này của Tel Aviv. Kênh Anquahera News dẫn lời một nguồn tin cấp cao của Ai Cập cho biết. Israel đang sử dụng những cáo buộc này để biện minh cho việc tiếp tục hoạt động ở thành phố Rafah và kéo dài chiến tranh vì mục đích chính trị. Liên quan đến tiến trình đàm phán, ngày 30 tháng 5, Hamas tuyên bố rằng lực lượng này đã thông báo cho các nhà trung gian hòa giải về việc sẵn sàng đạt được một thỏa thuận đầy đủ, bao gồm một thỏa thuận trao đổi con tin, tù nhân toàn diện, nếu Israel dừng giao tranh ở giải Gaza. Trong tuyên bố, Hamas khẳng định họ đã thể hiện sự linh hoạt và tích cực trong việc đáp lại những nỗ lực của các nhà trung gian hòa giải trong tất cả các vòng đàm phán gián tiếp trước đó. Nhưng Israel đã sử dụng các cuộc đàm phán này như một vỏ bọc cho việc tiếp tục xâm lược chống lại người dân Palestine. Hamas đề cập tới các hoạt động quân sự ở Rafah và việc chiếm giữ cửa khẩu làm bằng chứng. Tuyên bố khẳng định Hamas và các phe phái khác của Palestine sẽ không chấp nhận tham gia chính sách này bằng cách tiếp tục đàm phán trong bối cảnh xâm lược, giết chóc, bao vây, bỏ đói và diệt chủng nhằm vào người dân cũng trong ngày 30 tháng 5, quân đội Israel đã dỡ bỏ lệnh cấm bán thực phẩm cho Gaza từ Israel và bờ Tây. Các giới chức quân đội Israel đã cho phép các thương nhân Gaza tiếp tục mua từ các nhà cung cấp Israel và Palestine những sản phẩm như trái cây tươi, rau và các sản phẩm từ sữa. Lực lượng Houthi tại Yemen hôm 29 tháng 5 tuyên bố nhóm này đã tấn công 6 tàu liên quan đến Israel trên 3 vùng biển khác nhau trong cùng một ngày. Trong một tuyên bố được công bố cùng ngày, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sare khẳng định nhóm này đã tấn công 3 tàu trên biển đỏ, 2 tàu trên biển Ả Rập và 1 tàu trên biển Địa Trung Hải. Tất cả các con tàu bị tấn công đều có liên quan đến Israel. Chủng loại vũ khí sử dụng trong các cuộc tập kích 6 con tàu là tên lửa đối hạm. Lực lượng Mỹ tại khu vực chưa xác thực thông tin do Houthi tuyên bố. Tuy nhiên, một số nguồn tin Israel cho biết, một trong 6 con tàu bị Houthi tấn công hôm 29 tháng 5 là chiếc tàu hàng Lux mang cờ quần đảo Maso, con tàu này bị hư hại sau cuộc tập kích của Houthis ngoài khơi Yemen một ngày trước đó. Danh tính và tình trạng năm con tàu còn lại chưa được xác định. Houthis bắt đầu hoạt động tấn công các tàu liên quan đến Israel lưu thông trên biển đỏ, biển Ả Rập và vịnh Aden từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, tức là khoảng một tháng rưỡi sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công vào giải Gaza. Thời gian gần đây, nhóm vũ trang lớn nhất Yemen và được Iran hậu thuẫn tuyên bố mở rộng các cuộc tấn công tàu liên quan Israel ra toàn bộ các vùng biển khu vực, trong đó có Ấn Độ Dương và biển Địa Trung Hải. Trước đó, một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc thừa nhận, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen có khả năng nhắm mục tiêu tấn công vào các tàu thuyền ở Địa Trung Hải. Hãng tin Sputnik dẫn lời quan chức Lầu Năm Góc giấu tên cho biết, nhóm Houthi có loạt vũ khí tiên tiến, họ có vũ khí có thể vươn tới Địa Trung Hải, điều chắc chắn đáng lo ngại là họ có năng lực này. Vị quan chức nói thêm, Mỹ hiện chưa có bằng chứng cho thấy Houthi thực sự cố gắng tiến hành một cuộc tấn công ở địa Trung Hải, nơi nằm cách các khu vực do nhóm vũ trang này kiểm soát ở phía tây bắc Yemen hơn 2.000 km. Cũng theo quan chức Mỹ, chưa từng có tiền lệ nào về việc sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm theo cách mà Houthi đang làm. Đây là một dạng khủng bố hàng hải mà cả thế giới muốn chấm dứt trên thực tế các đồng minh truyền thống của mỹ ở vùng vịnh bao gồm những nước từng tham gia vào cuộc chiến quy mô lớn và kéo dài nhiều năm chống lại houthi lại đang né tránh cam kết cùng chống lại nhóm vũ trang ở yemen trong thời điểm hiện tại cụ thể cường quốc trong khu vực là ả rập xê út cũng hạn chế không phận đối với tiêm kích mỹ muốn tìm kiếm căn cứ để từ đó triển khai tấn công các mục tiêu nằm bên trong lãnh thổ yemen thay vào đó họ muốn có giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột với houthi trong những tuần qua, nhóm Houthi đã nhiều lần cảnh báo sẵn sàng mở rộng phong tỏa biển đỏ và biển Ả Rập tới địa Trung Hải để tấn công các tàu có liên quan đến Israel. Nhóm vũ trang Houthi ở Yemen được cho là sở hữu một loạt tên lửa đạn đạo, chống hạm và phòng không chủ yếu từ thời Liên Xô cũ, sau đó nâng cấp và sử dụng chúng để tấn công tàu buôn, tàu chiến cho đến các mục tiêu trên không. Các loại vũ khí tầm xa nhất mà Houthi sở hữu bao gồm tên lửa đạn đạo tầm xa Burkhan với tầm bắn tối đa 1.200 km và Tufan